đặt ống nội khí quản vào, bơm sức tắc vào, xong rồi thở một tí thôi, bóp bóp bóng hoặc là thở tí oxy xong rồi rút rút ống ngay. Đấy, thì để nó đỡ đỡ cái xâm nhập của máy thở. Và lúc đó chỉ cần thở NSPAP tôi là qua mũi thôi. Đấy, thì đấy để nó giải quyết. Cái phương pháp đó nó chỉ thế thôi. Vậy thì ở Việt Nam cũng xin nói là rất ít bệnh viện làm được cái này. Tại vì nó phải có cái khoa sản cạnh đó. Và phải phối hợp sản nhi rất là tốt. Nếu anh chị em nào ngày mai muốn nghe thì sẽ có cái báo cáo của bệnh viện ngày mai là nói về cái phối hợp sản nhi đấy. Gọi như phải nói là number one. Tôi phải nói tôi đi nhiều nước lắm rồi. Cho nên tôi biết là chỗ nào mà phối hợp sản nhi tốt thì biết. Vậy thì chúng tôi thử cái phương pháp này vào Việt Nam thôi, cũng là để xem là nó được bao nhiêu. Do đó tiêu chuẩn chọn bệnh nhân là tất cả các cháu đẻ non từ 28 tuần đến 36 tuần trở lên. Tại vì 27 tuần xuống là thường là không làm được phương pháp này. 27 tuần nó bé lắm, nó tí tẹo teo là đặt nội khí quản xong nó phải thở máy. Chứ còn thì là nó hỏng hết, nếu mà rút ra thì không còn thua. Đấy, để ý là thế. Vâng, đấy. Thế còn tiêu chuẩn lại trừ chứng và tiêu chuẩn chẩn đoán thì rất là chặt chẽ. Đây, ví dụ như là nó sẽ có chỉ số Sinvecman, rồi nó phải thở oxy trên 30%, tức là rất là chặt chẽ. Rồi X quang phổi thì là phải là màng trong từ độ 2 trở lên. À, và thậm chí có những cái độ 4, tức là nhìn là không có thấy tim, không có thấy phổi, cứ thấy một cái trắng toát thôi ạ. Vâng, đấy, ý là thế. Okay. Thế thì là, đấy, tôi vừa nói vừa tả cái phương pháp Insua rồi. Đặt ống nội khí quản, bơm Super Tank vào, xong cho thở oxy hoặc bóp bóng một tí cho nó đều ra, rút ống ngay. Đấy. Vậy thì trong 3 năm chúng tôi chỉ có được 30 trẻ thôi. Không có nhiều, tại vì đạt tiêu chuẩn này là không có nhiều. Như thế là cái tuổi thai mà bé là rất ít. Chúng ta thấy từ 28 đến 38 tuần. Đấy, là có 7 trẻ, rồi 30 đến 32 tuần có 16 trẻ, vân vân. Đấy, chúng ta sẽ thấy là nó rất là bé. Đấy, và cân nặng lúc sinh là có những cái đứa là 900 gram, tức là dưới 1 kg. Đấy, và chúng ta sẽ thấy là hầu hết cái chỉ số áp ga là có chữ 0 đến 3 thôi. Đấy, tức là ngạt nặng. Cũng chỗ này tôi xin thưa với các anh chị là nói cái chỉ số áp ga nhưng mà nhiều nơi không biết. Nhưng mà rất nguy hiểm. Đấy, 5 phút đầu đánh giá. Hiện nay là chúng mình cứ sợ là đẻ ra là ngạt là như phải tội hay thế nào. Nhưng mà như thế đều chứng tỏ là chúng ta không hiểu là cái ngạt ở trẻ sơ sinh là thế nào. Đấy, chúng ta cứ sợ là tôi mà đỡ đẻ ra là đứa trẻ này không ngạt. Nhưng mà xin thưa là những đứa này là ngạt ở trong bụng mẹ hết rồi. Đấy, gần đây chúng tôi bắt đầu kiểm điểm một số nơi người ta kiện ấy, thì anh em rất là vất vả là không có áp ga. Đấy, rất là nguy hiểm. Anh em bỏ qua cái chỗ đó. Thì đây chúng ta sẽ thấy chỉ áp ga của nó là coi như là ngạt rất là nặng. Đó, có những cháu là 1 đến 3, có cháu thì 3 4 đến 6 là ngạt rất là nặng. Rồi một đặc điểm nữa là Bạch Mai là tất cả những cháu này là mẹ là bị bệnh. Thế và sau khi chuyên gia Nhật sang chỗ tôi, ngày xưa thì tôi học ở bên Nhật về cái chuyện này. Thế thì sang thì tôi có nói là chúng tôi là toàn là bị bệnh hết đấy. Các bạn thấy là tiền sản giật, đái tháo đường, suy thận, lipid, vân vân. Xin thưa và ung thư, đúng không? Ung thư gần chết rồi. Rồi cũng muốn đẻ. Thế rồi thì là suy thận, đúng không? Các nước nó có đẻ đâu. Xin thưa các nước nó kia là mẹ khỏe nó chả đẻ. Singapore đẻ nuôi đến hết lớp 7, lớp 8 chả ai đẻ. Việt Nam mà sang đấy đẻ là sướng lắm đấy. Đấy, nó thích những người như thế. Thế cho nên là các ông thầy của tôi bảo là ôi dồi, cái chỗ Bạch Mai này là kinh dị luôn. Tức là những cái không những đứa đẻ non nhưng mà đẻ ra những cái bà mẹ thập tử nhất sinh. Tôi xin thưa có mẹ đẻ ra gái là chết luôn. Tức là ngừng tim ở chỗ thầy Bình đấy. Chỗ tôi với chỗ thầy Bình là cứ có bà mẹ mổ cái là bà mẹ chết luôn ở trên điều trị tích cực. Thế vì thế cho nên là xin thưa là nó khó ở chỗ là vậy thì cái đứa trẻ đẻ ra là nó phải nhận bao nhiêu thuốc của bà mẹ để cứu được một cái bà mẹ là mấy chục loại thuốc, đúng không? Vừa nãy section này nói về kháng sinh, đúng không? Thì xin thưa là không có kháng sinh nào là cái bà mẹ không có đâu. Đấy, thế rồi thì có hormone này vân vân, chứ là rất là khó. Đấy, thế kết quả thế này thì chúng tôi đặt xong rồi rút ra báo thì là bơm 80% trẻ rút được luôn.
còn 20, tức là 10 đứa thì hai đứa không thể rút được ngay, tức là ngay lúc đặt đã bị thất bại rồi, không thể làm được phương pháp đó đấy. Nhưng mà sau 80% cái đứa này mà rút ra được rồi lại theo dõi tiếp thì chúng ta sẽ thấy là cuối cùng chỉ còn được có 17 đứa thôi. Đấy, chúng ta sẽ thấy có 17 đứa, đúng không? 17 đứa này thì là coi như ổn từ đầu chí cuối đấy. Như vậy tỷ lệ đạt của chúng tôi chỉ có 56%. Nếu mà theo với các nước như thế thì họ bảo thế là tốt rồi, đúng không? Một nửa không phải thở máy xâm nhập, thế là quá một nửa, thế là tốt lắm rồi đấy. Thế diễn biến để mà phân tích thêm về những cái này để cho nó chứng minh rằng là nó tốt thì chúng ta sẽ thấy là chúng tôi theo dõi nhịp tim và nhịp thở. Đấy, chúng ta sẽ thấy là cái nhịp tim và nhịp thở của em bé là sau đặt. Chúng tôi theo dõi từ sau 6 giờ, sau 24 giờ và thậm chí là sau 48 giờ. Đấy, sau 2 ngày mà đứa trẻ phải đặt nội khí quản là coi hỏng. Coi như phương pháp đấy mình coi là chưa được. Thì chúng ta sẽ thấy là đấy, nhịp thở và nhịp tim nó lên rất là tốt. Thế hoặc là điểm Sinvetman, tức là cái điểm của trẻ sơ sinh ấy, co kéo lồng ngực vân vân tất cả ấy, thì nó giảm xuống, có nghĩa là em bé nó đỡ suy hấp đi. Thế rồi thì là SpO2 chúng ta sẽ thấy tăng lên, rồi làm khí máu PO2 sẽ tăng lên, đúng không? Đấy, PO2 và pH giảm xuống, tức là cái suy hấp nó đỡ, để chứng minh bằng khí máu. Đấy, chúng ta sẽ thấy thế. Hoặc là bằng X-quang thì là rất là rõ. Bằng X-quang là rất rõ, là bởi vì thế chúng ta sẽ thấy là cũng sau 6 giờ, sau 24 giờ và sau 48 giờ thì chúng ta thấy là những cái độ lớn ấy, ví dụ độ 4 là chụp lên là tất cả cái phổi trắng hết và cũng không nhìn thấy hình tim, không nhìn thấy hình tim. Đấy, tim với phổi như nhau. Đấy, thì sau đó chữa thì chúng ta sẽ thấy là nó quay lại, chỉ có sau 48 giờ là phim nó sáng hẳn. Sau khi chúng tôi làm cái này thì nếu mà anh nào làm thì nó như là thuốc tiên ấy. Xin thưa các anh chị đấy. Ví dụ đứa trẻ tím ngắt, tím liên như thế này, bơm vào chỉ 5 phút sau này, không có nhiều ạ. 5 phút sau thì oxy chúng ta đang 100%, nó giảm xuống ngay. Đứa trẻ nó tươi, nó hồng tươi đấy. Đấy, môi nó đỏ chót lên. Vâng, nó như là thuốc tiên ấy. Vâng, chỉ tội là đắt tiền thôi ạ. Và làm, vâng đấy. Thì đấy chúng ta sẽ thấy. Thế còn những cái thất bại thì thế nào? Chúng tôi xem những bệnh nhân nào thì nó thất bại, để rồi sau này mình chọn lọc. Chủ yếu thế, chúng ta sẽ thấy đây ạ. Ví dụ như là mẹ có bệnh, đúng không? Mẹ đái tháo đường đấy, thì là OR nó cũng tăng cao. Mẹ dự phòng cocticoid, nếu mà không được dự phòng cocticoid. À, cũng xin thưa câu chuyện này rất là hay. Dự phòng cocticoid thì xin thưa hóa chúng tôi giật mình. Hôm tôi thấy một em ở khoa tôi, nó bảo là con em 28 tuần cho nên em tiêm một phát dự phòng metazone. Nhưng mà nó chả đẻ gì cả. Thì hóa ra là các vị không biết thế nào là dự phòng metazone. Xin thưa, chỉ có một tuần nữa. Nếu mà dự kiến là trong cái tuần này nó đẻ mà cái tuổi thai nó quá thấp thì lúc mình tiêm ạ. Thế còn nếu mà tiêm xong mà nó lại không đẻ, sau một tuần không đẻ, cái mũi nó không có tác dụng gì ạ. Vâng, đằng này mình lại cứ tiêm trước. Rất là nguy hiểm. Tôi phải viết một cuốn sách để đưa cái chỉ định ra. Hoặc là chuẩn bị đẻ mà anh lại ấy thì lại không được, đúng không? Đấy, chuẩn bị đẻ mà anh tiêm ngay lại không được. Thì là nó phải 48 giờ sau mà nó có tác dụng. Vâng. Thì đấy chúng ta sẽ thấy. Hoặc là cách đẻ này, tuổi thai này, áp ga này, rồi 5 phút đầu là có rất là quan trọng. Thất bại chúng ta sẽ thấy là đứa nào nó bé quá thì cũng thế. Đơn giản những cái chỗ này, bé quá này, rồi suy hấp nặng quá này, rồi ví dụ nhịp tim mà nó thấp quá. Đấy. Đấy, hoặc là SCPO2 rồi vân vân, rồi các độ. Tóm lại là một đứa trẻ nó càng nặng thì nó sao, đúng không? Thì nó thất bại càng nhiều. Thì đấy là tìm ra nguyên nhân biến chứng. Sau khi tốt rồi thì chúng ta sẽ thấy sao? Có thể có xuất huyết phổi, có thể có tràn khí màng phổi. Đấy. Nhưng mà rất may là không có bệnh nhân là bệnh phổi mãn tính. Cho nên các thầy ở Nhật đều coi như là bảo các ông này chữa rất là giỏi. Vâng. Thế rồi thì vậy thì tôi kết luận lại này. Insure là cái phương pháp tốt mà chúng ta nên thử, bởi vì nó cũng không tốn tiền, không mất cái gì cả, đúng không? Chúng ta chỉ có đặt vào, chúng ta mạnh dạn nó rút thôi, chúng ta không để ống nội khí quản rồi đấy, đúng không? Mạnh dạn đặt vào bơm xong rút luôn đấy, thật mạnh dạn, và như thế theo dõi thật tốt thì chúng tôi sẽ thấy là tỷ lệ thành công được trên 5%, thế là cũng rất là tốt. Và cuối cùng thì những em bé nào mà nó có những cái yếu tố nguy cơ như thế này thì chúng ta cũng xem xét và có thể sau này nếu mà nguy cơ nó cao quá thì chúng mình
cũng không chọn những bệnh nhân đó vào họ đặt. Và xin cảm ơn các thầy cô. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng.